Novaland cầm 12.85 lãi 6% cắt EO. Novaland thì mình nói từ trước rồi, cái dòng tiền vào Novaland với cả Phát Đạt nó hơi phập phù. Đấy, nó hơi phập phù, cho nên là nếu mà bảo tăng mạnh trong dịp này thì nó hơi khó. Đấy, khả năng phải chờ hơi lâu. Nhưng còn đúng đúng cái hỗ trợ bao nhiêu đấy, hỗ trợ 12 mấy 15 gì đấy thì bắt đúng rồi. Chuẩn rồi. Đấy, Dương để phân tích qua về Novaland thêm 12.85 đang lãi. Đấy, cắt lại ô. Mà 12.85 là đang lãi mà đúng không? Sao lại cắt được đúng không? Bán chứ. Phải dùng từ chốt lời phải dùng từ chốt lời nó mới chuẩn ạ, tại vì là mình đang lãi mà anh, và cắt thì lại tưởng đang lỗ. Novaland này thì vẫn chia sẻ quan điểm là nó vẫn đang ở trong cái nền tích lũy từ vùng giá 12.7 cho đến vùng giá kháng cự ở vùng giá 15. Thì đối với Novaland thì tham gia ở cái vùng giá 12x mà hiện tại đang lãi 12% thì cũng là cái điểm mua hợp lý rồi, thì em nghĩ là vẫn tiếp tục nắm giữ được lên đến vùng giá khoảng 15. Tuy nhiên thì để lên 15 thì sẽ không chưa phải là lên ngay đâu, tại vì cái mã này nó đang không có dòng tiền chú cho lắm, thì nó sẽ cứ lình xình đi lên dần thôi đấy, nhưng sẽ khá là lâu để tránh mà bị chôn vốn hoặc là muốn chuyển sang mã khác, thì em nghĩ là cũng có thể chốt lời được rồi. Đối với Novaland thì mọi người đang có lãi mà chốt lời không bao giờ là sai cả, nếu mà đạt được target mà kỳ vọng trong ngắn hạn của mọi người rồi thì mới có thể chốt lời quanh đến vùng giá 14, chờ những cái nhịp buôn lên đấy, gần vùng giá 14 thì em nghĩ là chốt lời được đối với cả Novaland để chuyển sang các cái mã khác, còn dài hơn một chút thì sẽ là kháng cự ở vùng giá 15. Thế là góc nhìn của em về Novaland ạ. Lại bán viết cửa 9.4 lại cho lời sớm à. Ok được, có lời chốt thì cũng được, nhưng mà kể ra nắm giữ thì nó sẽ có những cái lợi nhuận cao hơn. Đấy, VX thì trong những live stream trước anh chị hai anh em chia sẻ liên tục là cái target VX nó lên đến vùng giá 12, kỳ vọng lên đến 12 được cơ, nên là anh rất thành phố chốt thì chốt lời thì không bao giờ là sai cả, tuy nhiên thì cũng hơi đáng tiếc một chút tại vì cái dư địa tăng nó vẫn đang còn. Thì không biết là anh Nội Thất Thành Phú đã vào đồng hành với team chưa, thì nếu như mà chưa có người đồng hành thì có thể cân nhắc về với hai anh em hoặc là về với đội thì sẽ có những cái điểm chốt lời nó hợp lý hơn. Đấy, mình có thể đem lại cái lợi nhuận tối đa nhất có thể, tránh cái tâm lý là chốt lời non hoặc là gồng lỗ, thì rất là mong thời gian tới có thể đồng hành cùng anh chị trong cái quá trình mà anh chị đầu tư ạ. Chú ý là các cái điểm mua bán thì thực ra anh chị hỏi đâu thì có cả thôi, kênh này kênh khác đều có cả đúng không? Ngay thì cả bản thân anh em ở đây cũng ngày trước làm ở Ichimoku Club ấy, hỏi điểm mua điểm bán cũng suốt ngày mà đâu có phải là gì đâu, điểm mua điểm bán nó không phải là vấn đề. Quan trọng ở đây là anh chị xem cái cách quản trị vốn hay là cái tư duy trong cái việc là mua bán chốt lời ấy. Đấy, đấy nó mới là cái mà cần. Chứ còn điểm mua điểm bán thì hoạt động có, hoặc là robot thì hoặc là mình nghe ngóng ở đâu thì cũng được có cả, thì đấy không phải là cốt lõi. Quan trọng là khi mà mình cơ cấu một cái tài khoản với cái tỷ lệ như vừa nãy nói anh chị, còn ví dụ ba mã ba nhóm mỗi cái là 33%, thì nếu mà trong cái trường hợp mình muốn thay cổ phiếu ấy, mình thay một thì vẫn còn hai cái mã kia. Đấy, cái thứ hai là khi mình không all in vào một cái nhóm ngành thì tránh được cái chuyện là cái hôm ấy cái nhóm ngành nó chỉnh chẳng hạn, đúng không? Bây giờ dòng tiền luân chuyển mà thứ nay thì chứng khoán, mai thì bất động sản, ngày kia thì lại dầu khí vân vân, rất là dòng tiền nó chuyển. Nên là việc mà mình đa dạng hóa cái nhóm ngành thì nó tránh được cái chuyện là mình cả cái danh mục của mình tự nhiên hôm đấy là bị chỉnh. Đấy, thì cái đấy là những các cái tư duy hay là cá cắm mà nếu mà cần thì hướng dẫn đấy, chứ còn nếu mà để mua để bán thì hoạt động có. Rồi anh chị Khanh PV này có hỏi là xu hướng của CAI và SEL. CAI thì vẫn là xu hướng tăng đấy, và khả năng vượt thoát 18 để lên được đến quanh 20 đang có. Đấy, còn về sell thì nói rồi, 27 nó sẽ cần tích lũy lại, và khi mà vượt đây thì cái mục tiêu 30 35 là có nhé. Cả hai mã bất động sản này thì đều đang có cái xu hướng tăng, có hàng tiếp tục nắm giữ. Mời Dương phân tích chi tiết hơn. À, dạ vâng ạ, thì CEO vừa rồi cũng có chia sẻ ở phần đầu livestream rồi đấy ạ, thì vẫn đang đánh giá là khả năng tăng tiếp vẫn còn, tuy nhiên thì cái vùng giá 27 này là tiệm cận về lại những cái vùng đỉnh cũ, đang chạm 3 lần, 4 lần về lại cái vùng đỉnh cũ vùng giá 27 này và có sự rung lắc rồi, thế nên là để mà vượt ngay cái nhịp này thì cần phải có sự tích lũy thêm đã, rồi chúng ta mới kỳ vọng tiếp được cái nhịp tăng. Thì nếu mà xa hơn thì cũng có thể về lại những cái vùng đỉnh cũ của đợt tháng 8 năm ngoái ấy, về lại vùng giá khoảng 37, 35 đến 37, thì anh chị nào mà có hàng thì vẫn tiếp tục nắm giữ được, cái xu hướng của sale vẫn đang còn, họ vẫn tiếp tục nắm giữ được ạ, cái cầu vào vẫn đang tương đối là ổn, mà tuy nhiên thì nó phải cần phải thời gian tích lũy lại thì mới tăng tiếp được, có hàng vẫn nắm giữ. Còn về CII
CI thì đang trong cái xu hướng tăng rồi, không có gì phải bàn cãi cả, nên là có thì vẫn tiếp tục nắm giữ thôi. Những cái mã mà đang trong xu hướng tăng và được dòng tiền chú ý như thế này thì cái khả năng mà tăng tiếp theo càng tính nó bật tăng tiếp vẫn đang còn, mọi người nắm giữ thôi ạ. Và tránh trường hợp là chốt lời non khá là đáng tiếc, thì kỳ vọng cái nhịp này nó sẽ tiệm cận lại về giá khoảng 19 này, về lại khoảng 18.5 đến 19, thì cái vùng giá đó sẽ có sự rung lắc, đã tiệm cận về lại cái vùng đỉnh cũ và là kháng cự, nó sẽ có sự rung lắc. Thì nếu mà với vị thế mua hợp lý rồi thì mọi người có thể tiếp tục nắm giữ được ạ. Còn với anh chị nào mà mua đu cái giá vốn của mình nó chưa hợp lý lắm, nó không để nắm giữ trong trung dài hạn được, thì để tránh những cái nhịp rung lắc thì mọi người có thể chú ý về lại vùng 18.5, 19 đó, thì chốt lời 1 phần 2, 1 phần 3 hoặc 1 phần 2 cái lượng hàng mình đang nắm giữ, để canh những cái nhịp mà có rung lắc xuống giá dưới thì sẽ mua lại ạ. Hoặc là trong trường hợp mà nó kịch bản tích cực hơn thì nó vượt khỏi cái vùng kháng cự đó, thì chúng ta cũng có thể mua gia tăng lại cái lượng hàng có sẵn, thì kịch bản an toàn đối với những người mà vị thế không hợp lý. Mua giá 4K thì chú ý vùng giá 18.5 19 thì cân nhắc chốt lời một phần ạ. AAB và IDI chiều vào con nào thì anh Quân đánh giá là nên mua mã nào hơn vào trong phiên chiều nay ạ? Hiện tại là mình chưa tìm ra là AAB là cái mã gì luôn ấy. Đó, chưa tìm ra. Có vẻ em vừa bật được Không biết là có phải là gõ nhầm không. Đấy, không có, chắc là gõ nhầm. không có. Mình nói vo này nhá, chứng khoán này, bất động sản, đầu tư công. Đấy, thứ ba đấy, chẳng nhẽ lại bảo là nhắm mắt mà mua thì nó hơi quá, nhưng mà Có phải là ABB? ngân hàng an bình. Ok, như vậy là chúng ta thấy là AB thì nó đang vào một cái xu hướng tăng rồi. Đấy, tuy nhiên là cái dòng tiền vào cái ngân hàng thì nó hơi kém. Nếu mà lựa chọn thì lựa chọn nhóm ngành mạnh thì nó dễ chết đi hơn. An bình thì cũng được. Mua 8.6, mục tiêu 9.5, cắt lỗ khi nào mất 8. Đấy, góc nhìn là T cộng. Còn đối với cái việc mà mình khuyến nghị ở trên Zalo kia, mua từ 8 rồi thì chỉ có nắm giữ thôi, chờ 9.5 rồi tính tiếp. Anh đang hỏi để phân vân một trong hai cái mã này ấy. IDI thì thuộc nhóm ngành thủy sản. Nhóm ngành thủy sản thì bạn phải nhìn y đặt trong cái bối cảnh của VHC này, CMX này. Đấy. Mình cho rằng đây là nhóm ngành thủy sản đấy, nó không phải là nhóm ngành mạnh đâu. Thủy sản không phải nhóm ngành mạnh. Đấy. Len lói được IDI thôi, chứ còn nhóm thủy sản không phải nhóm mạnh. Cho nên là cái việc mà chết định là một cái nhóm mà cái dòng tiền nó phập phù ấy, là bạn phải chờ lâu. Trong hai cái mã này thì mình cho rằng là cả hai mã thì được rồi. Ngân hàng với lại thủy sản nó được rồi. Nhưng mà điều mà có lựa chọn thì có thể là chọn cái ngân hàng. Đấy, thì hơn một chút, SHS mua 11.7 được không? SHS thì cũng mua rồi, bây giờ mở lại thì Zalo xem SHS mua rồi. Chứng khoán thì mình chứng khoán penny đấy thì mua được và cũng đã chạy X2. Còn chứng khoán mà tầm trung SHS và MBS thì tham gia được, kỳ vọng nhỏ thôi, khoảng 50% thôi. Đây này, ngày 24 tháng 4 đúng không, SHS mua canh 10 đó, 24 tháng 4 là 31 tháng 5, hơn tháng rồi. Mua ở 10 và bán ở 14 rồi. SHS mua 10 bán 14. Bây giờ mình sẽ xem là SHS bây giờ đã được bao nhiêu. So với giá 10 thì cũng đã chạy được hai giá rồi đúng không? Khoảng 17%. Nếu mà góc nhìn T cộng thì mình cho rằng là SHS là mua được nha. Và mục tiêu 14. Vì bạn mua hơi cao cho nên là mình sẽ chú ý về vấn đề cắt lỗ khi nào nó rớt cái giá là 10.5. SHS khá tiền trước, có khách hỏi vẫn đang nói là vẫn mua được giá 11. Đó, hai hôm trước là mua 11 xong nó chạy luôn chứ đúng không? Đấy. Đó. Chứng khoán mua được. Nhưng mà bạn thấy không? Dở không? Tự nhiên bán VAX xong bây giờ lại hỏi là mua SHF. Đó. Các bạn thay một cái chứng khoán mạnh bằng một con chứng khoán là không mạnh bằng. SHF mua A, BB mua SHF T cộng. Đúng rồi, SHF mua T cộng được. ABB cũng lên T cộng được. SS thì tầm nhìn lên 14, còn ABB thì bạn nhìn 9.5. Nhưng mà lần lần sau mà đang đang có hàng mà cổ phiếu đang tăng thì phải nắm giữ nhá. VAX thì nên nắm giữ. Chứ bây giờ bán VAX rồi xong bây giờ lại vào SHS thì đúng là kiểu kỳ quặc luôn. Nhưng mà gọi là rút kinh nghiệm, rút kinh nghiệm. Còn vừa rồi cũng trả lời qua anh chị vài câu hỏi, vẫn thấy là hiện tại bây giờ hai anh em vẫn đang đánh giá là những cái mã mà liên quan đến nhóm ngành chứng khoán, bất động sản và đầu tư công là những cái mã mà đang được hút tiền nhất và đang chú ý nhất. Thế nên là anh chị nào mà đang muốn tham gia thì chú ý ba cái nhóm ngành đó,
mua ở những nhóm ngành đó thì sẽ đem lại mọi người tốt hơn, lợi nhuận tốt hơn cho mọi người trong thời gian hiện tại, thay vì những cái nhóm ngành mà đang chưa được dòng tiền chú ý lắm, ví dụ như là thủy sản, như là vừa rồi anh phải có hỏi IDI đấy ạ. Thì nó được, nếu mà thường thì những cái mã mà chạy theo nhóm, chạy theo cả nhóm ngành ấy, thì nó sẽ tăng mạnh hơn thay vì là nó chỉ chạy một mình. Nó chạy một mình thì cái tiềm năng, cái dư địa tăng của nó cũng sẽ không nhiều và nó không thể tăng được mạnh, thì mọi người chú ý ạ. Theo anh nhận định ABB hay SHS ạ? Em muốn mua rút kinh nghiệm. Theo anh ưu tiên ngân hàng hay là chứng khoán hơn? khoán hơn bạn ạ, chứng khoán hơn, chứng khoán. Cái chuyện mà ưu tiên chứng khoán hơn thì bạn có thể thấy ngay ở trong cái nhóm mà bạn vừa mới hỏi ấy. Đấy không, cái nhóm của Bác Hiển đi, Bác Hiển có hai mã là SHS và SHB. Thì bây giờ bạn nhìn hai cái đồ thị bạn đã thấy không, SHS là nó hút dòng tiền hơn SHB, Dương có thể chứng minh luôn đúng không, đấy thấy không, SHS này đấy đấy khác hẳn đúng không, SHS là vừa mới phá đỉnh đấy đang mạnh, trong khi đó SHB thì vẫn còn đang ngục lặn không chưa gì cả, cho nên là chứng khoán là mạnh hơn. Nhưng mà nó nữa, nếu mà có cái đồ thị của cái nhóm ngành chứng khoán và đồ thị của nhóm ngành ngân hàng ấy thì sẽ nhìn cái đấy nó càng rõ nét hơn nữa. Nếu mà nói về đồ thị thì có thể thấy được là chứng khoán thì nó đang ở trên cái nhịp bật tăng rồi, và cả cái nhóm ngành chứng khoán mà mình thấy là thời gian vừa rồi từ từ mid cap cho đến penny thì đều chạy rất là mạnh trong thời gian vừa rồi. Thế nên là để mà đánh giá thì chứng khoán nó đang khỏe hơn so với nhóm ngành ngân hàng. Còn là nhóm ngành ngân hàng thì chẳng qua là thời gian tới em đánh giá là sẽ có một cái nhịp chạy, vì là để kéo thị trường, nó là kịch bản tích cực là thị trường vượt 1085 thì nó sẽ cần đến nhóm ngành ngân hàng. Thì sẽ có một cái nhịp tăng nhẹ thôi. Còn để mà kỳ vọng đánh giá chọn lựa giữa ba cái mã mà cổ phiếu anh đang cân nhắc này là có ABB, SHS và IDI, thì SHS là cái mã cổ phiếu đánh giá tiềm năng nhất trong ba ba mã cổ phiếu mà mình đang cân nhắc ạ. Đấy, bạn bạn nên phân phân bổ về danh mục nhé, như vừa rồi mình nói, ví dụ như bạn chọn ba cái nhóm ngành chứng khoán, bất động sản, đầu tư công là, ví dụ 100 triệu đi thì mỗi mã là cứ 33 triệu đấy, phân tách xong vốn rồi bắt đầu mới đến chọn mã xong bắt đầu giải ngân đấy. Chứ tránh cái chuyện là mình cứ dồn hết vào hay là bị lệch nhé, bị lệch, tránh cái chuyện bị lệch xin mã để chiều mua, em không biết mua mã nào. Bạn phân bổ xong cái vốn thì mới nên chọn mã chứ không nên không nên FOMO đâu, phân bổ xong cái vốn đã. Vốn 1 tỷ thì phân chia là 333 triệu một mã, vốn 100 triệu thì mỗi mã 33 triệu đấy, bắt đầu mới đến mua chứ không không nên vội vàng. Bây giờ bạn vội vàng bạn nhìn thì nó xanh, đến lúc mà giả sử như cái tài khoản của mình nó toàn về một cái mã nào đấy đúng không, toàn về chứng khoán này ạ, đến lúc mà mình nghĩ là chắc khoảng sang tuần thôi chứng khoán nó điều chỉnh mà rồi nhìn tài khoản đỏ lét thì làm gì còn cảm xúc nữa, nên phân bổ vốn trước sau đến mới giải ngân sau. Hoặc là bây giờ tính nhanh xem, tính nhanh xem tài khoản mình bao nhiêu rồi, chia là ba bốn nhóm ngành xem nào, chia ra thêm cái số cụ thể, nếu mà còn dư thì bắt đầu mới giải ngân thêm, không thì thôi. Vốn có 12, 12 thì bạn chọn bao nhiêu nhóm ngành, chọn 3 thì có phải là chia chia 3 là bằng 4 đúng không? Đấy, 4 thì mua vài lô thì hết rồi. Đấy, để xuất phát từ cái chuyện phân bổ vốn trước. Đấy, làm từ nhỏ thì càng phải chuẩn chỉ. Đấy, bởi vì nếu mà từ nhỏ mà coi thường không chuẩn chỉ, đến lúc vốn lớn vào làm không có cái nguyên tắc gì lại còn thua đậm. Đấy. Bởi vì sao mình, bởi vì mình cứ nghĩ là vốn lớn thì cũng kinh doanh như nhỏ, thực ra là không phải, không phải đâu nhá, khác hoàn toàn luôn đấy. Đấy, chả phải mình nói đâu, về sách vở cũng nói rồi, viết rồi. Nói ví dụ như là vốn bây giờ mà 10 tỷ, bây giờ lắc một phát 10% nó lên 1 tỷ, thì thật là không có ông nào giữ được bình tĩnh. Mà gặp những cái pha như là kiểu 2021 chẳng hạn, nó lắc cho một phát 30-40% lỗ, nó cha làm cái gì cả, vừa mua vào mất ngay căn chung cư, thì nó thật là không có ông nào bình tĩnh hết. Đấy. Nên phải xuất phát từ kiểu là phân bổ vốn trước. Tin mình đến đây cũng đã hết thời lượng rồi. Anh chị có cần gì có thể liên hệ qua số điện thoại và nhắn tin cho em hoặc là Dương nhé, để có thể tư vấn kịp thời. Thêm vào đó, nếu bản thân mình thấy là cái sóng này nó sóng lớn này thì anh em cũng đã nói với anh chị từ tháng 4 rồi. Vâng. Thế thì nếu anh chị nào mà còn chưa có những cái mã cổ phiếu thì có thể liên hệ với anh em để có những thêm những cái mã cổ phiếu chết đinh trong giai đoạn sắp tới. Em cho rằng cái tháng 6 nó sẽ là cái sóng lớn của bất động sản, công nghiệp bất động sản. Anh chị nào đang có bất động sản thì nên nắm giữ, nếu mà chưa có thì cũng nên mua. Cái tăng 20% thì chỉ là phần đầu của siêu cổ thôi, và gồng lời thêm cổ đất nhé. Thế thì xin chào tạm biệt anh chị, hẹn gặp lại anh chị vào cái 11 giờ ngày mai nhé.
Cảm ơn các anh chị đã đồng hành cùng hai anh em trong suốt buổi livestream ngày hôm nay ạ. Hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai.